dắt chó đi thi ở những cái cuộc thi dog show dành cho chó ở trong nước hoặc là quốc tế. Cái định nghĩa từ handler thì có từ rất lâu rồi, bắt đầu từ những cái cuộc thi cả trăm năm về trước ở nước ngoài. Tuy nhiên cái ngành nghề handler tại Việt Nam cũng chỉ vài năm gần đây. Đầu tiên người handler phải là một cái trainer, tại vì con chó khi mà gửi đến người handler chưa chắc đó là một con chó đã được tập luyện sẵn sàng cho các cuộc dog show. Handler phải tập luyện hàng ngày, làm quen, tập cho con chó thân thiện, không được hung dữ hay là quá nhát, để có thể thể hiện tốt được cái thần thái và phô diễn được cái vẻ đẹp của body. Thường thường nếu mà giá mặt bằng chung để tập luyện chăm sóc một chú chó để đi thi thì nó dao động 3 đến 6 triệu một tháng một bé. Và thường thì trong một show thì nếu mà cái thời gian cho phép và cái sự sắp xếp của ban tổ chức hợp lý thì một handler thường thường dắt được khoảng tầm từ 7 đến 10 con trong vòng một show. The handler I learned from USA 10 years ago from the famous handler. This year many Vietnamese going to Thailand to learning with me for the handling. I think maybe next year and next year the Vietnamese people will prove the quality of the handling and the grooming.